Thời gian qua, huyện Đắc Hà luôn chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ. Để bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ, huyện đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tộc thiểu số biết nghề, duy trì nghề, truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ. Đến nay, trên địa bàn huyện còn lưu giữ 8 nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, nghề rèn, đan lát, làm và sử dụng các loại nhạc cụ dân tộc với trên 2.300 nghệ nhân tham gia đến nay một bộ phận người dân tộc thiểu số tại chỗ duy trì việc sản xuất theo đơn đặt hàng tạo thêm việc làm và thu nhập đồng thời huyện đắc hà duy trì việc tổ chức các hoạt động văn hóa du lịch để các địa phương có cơ hội kết hợp trưng bày bán các sản phẩm các nghệ nhân thể hiện tái hiện lại nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ